Bây giờ mình đang trên phố Hàng Bành các bạn, mới vừa đến Hà Nội, đi từ sân bay Nội Bài về. Bây giờ mình sẽ đi ăn bún chả ở số 1 Hàng Bành, mà bún chả Đắc Kim nha. Ở đây thì số 1 Hàng Bành có rất là nhiều cái số 1, thành ra phải tìm đúng cái bún chả Đắc Kim nó mới ngon. Khoảng 70.000 một phần bún chả. Còn nếu mà ăn nem rán gì thêm nữa thì tính tiền thêm. Mà phải đúng cái cửa hiệu Đắc Kim, tại vì số 1 thì rất là nhiều cái số 1 ở trong đó, rồi còn number one gì nữa, cho nên là phải lưu ý mấy chuyện đó. Mình đang đi các bạn nha. Rồi tới rồi ha, số 1 Đắc Kim nè các bạn, bún chả Đắc Kim. Rồi vào trong nha. Đặc điểm ở ngoài Hà Nội thì mấy cái quán ăn á, thì nhà nó hơi bé nên lâu ha. Mới lên tới đây đã nghe được mùi nem rán rồi. Uống gì ạ? Có coca, nước suối, bia ạ. Cái gì? Cái gì không? Coca hay nước suối? Cho... Coca. Hai coca đi chị ơi. Bốn cái đen nào ơi. Các bạn biết không, lúc này ngoài Hà Nội mà uống đá là cũng đã thay đổi rất là nhiều. Nước ngọt có đá mặc dù trời lạnh. Các bạn thấy dĩa bún với dĩa rau không? Chưa nên nên chả gì chưa? Mình quay trước đang dọn mâm để chuẩn bị cúng. Đây là Mr. Lee, ảnh từ Hàn Quốc, ảnh mới qua cách ly 14 ngày, ảnh không có nói được tiếng Hàn Quốc. Các bạn thấy hoành tráng không? Đây, chả đây, một người một tô. Đây, thấy không? Còn nem rán nè, một người một chục cuốn. Ớt tỏi ở đây. Dạ, cảm ơn. Rồi, để mình thử trước nha, mình thử mình ném nước mắm rồi mình nói với các bạn nghe. Cái món bún chả này ăn nước mắm phải ăn ấm ấm nóng nóng mới ngon bạn ha. Rau rất là nhiều. Không được rồi, không ăn. Chè miếng chị Đức. Rồi nêm tí xíu tỏi cái ớt cho các bạn cho nó có mùi thơm. Và ớt thì nó nóng, nó tạo cái độ ấm bạn ha. Chụp quá, chụp quá. Đang quay á anh. Ở chân quay nhưng mà không. Anh bấm cái nào chụp rồi. Bấm góc phải. Hello. Rồi mời cả nhà ăn nha.